Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp mặt tại Tâm sự Kinh doanh cùng Lazada với Tư Nhị ha. Thì tập trước là tập 21 á, Nhị có nói về có nên tạo shop bán hàng trên sàn thương mại điện tử Lazada trong thời kỳ này hay không. Thì để trả lời câu hỏi đó thì Nhị có nêu một số cái chất xúc tác để mà chúng ta có nên bán hàng tạo shop hay không. Thì chắc qua cái những lời nói của Nhị, chia sẻ của Nhị ở tập trước thì chắc các bạn cũng đã cân nhắc rồi ha. Thì khi mà chúng ta tạo shop bán hàng trên sàn thương mại điện tử Lazada trong cái thời kỳ này thì cũng có những cái khó khăn mà các bạn cần phải vượt qua. Thì hôm nay Nhị sẽ chia sẻ những cái khó khăn đó và chúng ta sẽ làm thế nào để mà vượt qua những cái trở ngại này để mà có thể hoàn thành tốt cái việc buôn bán trong cái thời điểm này. Thì ok, sẽ có 3 khó khăn chính mà Nhị sẽ đề cập trong cái tập này ha. Đó chính là vận chuyển, phân loại hàng hóa và giá sản phẩm. Về vận chuyển á, thì như các bạn đã thấy đó, thì hiện tại là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã cấm rất là nhiều, chỉ có những cái xe có giấy tờ hoặc là vận chuyển hàng thiết yếu thì mới được lưu thông đó. Thì còn sàn á, sàn thì hiện tại bây giờ cũng đang cố gắng để mà liên hệ với ủy ban hay là cấp chính quyền để mà có thể lưu thông luôn. Thì mặc dù là chúng ta cũng có thể, nhưng mà rất là nhiều vấn đề nên cái vấn đề hàng hóa nó dập rất là chậm. Thì hiện tại trong thời điểm này nhiều khách cũng muốn là giao hàng mình ngay cho ngày hôm sau, giống như là bình thường, giống lúc mà chưa có dịch đó, rồi cũng không muốn chờ đợi lâu. Thì hỏi các bạn chứ thì làm sao mà được đó, nên chúng ta sẽ làm cách nào để mà khách có thể thông cảm cho mình đó. Thì bằng cách các bạn, khi mà khách đặt, đúng không, khách đặt thì các bạn chịu khó ha, các bạn chịu khó các bạn vào phần chat, nhắn tin với khách một tiếng, nói chị ơi, thì tại vì mình có thể xem được cái địa điểm giao của khách, đúng không, thì nếu mà ở tỉnh thì ở tỉnh thì các bạn cũng có thằng câu, mà ở Sài Gòn các bạn có thằng câu, nói sao cho nó hợp lý. Ví dụ như ở Sài Gòn thì các bạn nói là thì hiện tại bây giờ Sài Gòn của mình dịch cũng căng, cái vấn đề vận chuyển nó cũng rất là chậm so với ngày thường, thì anh chị thông cảm nếu mà lỡ có trễ vài ngày, các bạn nói trễ vài ngày ha, các bạn đừng có nói là chính xác cụ thể là 1-2 ngày nha, các bạn nói là vài ngày thì vài ngày nó có thể là 3-4 ngày hoặc 5 ngày hoặc 6 ngày, có khi một tuần lễ cũng được, cũng là vài ngày. Thì nên mình dùng cái từ vài ngày thì nó sẽ ok hơn. Thì nên có thể là cái hàng của mình nó sẽ trễ hơn so với ngày thường vài ngày, nên có gì anh chị thông cảm nha. Tại vì hiện tại bây giờ đây là tình hình chung, thì shop thì chỗ nào cũng vậy thôi, nó cũng sẽ giao hàng chậm. Thì em cũng mong anh chị sẽ thông cảm và hiểu. Cảm ơn anh chị đó. Thì mình chỉ cần nói những cái lời đơn giản thế thì khách nó sẽ hiểu, và hàng khi mà bên nhà vận chuyển họ giao được á, thì khách nó cũng chấp nhận nó giao, chấp nhận nó nhận chứ nó không có kiểu như là hơi hàng giao lâu quá tôi không lấy nữa ha, để mình tránh cái việc là bị hàng hóa bị trả về nhá. Tới cái khó khăn thứ hai mà chúng ta cần phải vượt qua đó chính là về hàng hóa. Thì trong thời điểm này thì nhiều chỗ là không kho bị đóng luôn, tức là họ bị F0 thì họ không thể nào mà buôn bán được, họ bị phong tỏa thì hàng hóa nó cũng không thể nào giao cho chúng ta được. Thì lúc đó các bạn phải có một cái phương pháp để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề này. Có thể là các bạn sẽ có nhiều nguồn. Giống như từ đầu Nhị đã nói, khi mà các bạn bán hàng trên sàn thương mại điện tử Lazada, các bạn phải có nhiều nguồn để mà lấy hàng, để mà chúng ta sơ cua những lúc khó khăn như thế này đó. Thứ hai là chúng ta có thể đa dạng hàng hóa, đúng không, chúng ta có thể đa dạng hàng hóa hơn, thay vì mà chúng ta chỉ làm một loại hàng hóa thôi. Như ví dụ đi, ví dụ như các bạn bán một cái chai nước rửa tay, đúng không, hồi xưa mình cứ bán cho ông A thôi, thì bây giờ mình bán cho ông B, ông C, ông D luôn đó. Thì để mình đa dạng, thì lỡ mà A hết, tức là tất cả cái nguồn hàng của mình A đều không nhập về được, cái sản phẩm A không nhập về được, thì mình có thể đẩy mạnh ông B, ông C, ông D, đúng không đó, để mà mình tránh tình trạng là không có hàng bán cho khách, hoặc là mình ngưng bán luôn vì không có hàng nha đó. Rồi cái thứ ba đó chính là về giá.
Thì hiện tại thì có nhiều anh em chủ chủ cả thì tăng tăng sản phẩm các bạn, tăng sản phẩm, không phải là họ họ không phải là một số anh em họ tăng 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 giá mà để chấp thời cơ đâu bạn, gọi là gì, gọi là cơ hội đâu, mà tại vì biết sao không, tại vì hiện tại cái việc mà trả hàng về nó cũng rất là nhiều, tức là cái khó khăn thứ nhất mà Nhị nói là cái khó khăn về vận chuyển đó. Thì nhiều lại một phần là do cái ý thức và trách nhiệm của anh em shipper nữa, họ có chịu làm hay không nữa đó, bởi vì là cái tình trạng mà hàng hóa nó bị trả về cũng rất là nhiều, nên bắt buộc anh em là phải, một á, là không chạy chương trình luôn, không chạy chương trình khuyến mãi gì hết, để giá cũ đó, anh em khách hàng mua được mua được thôi, tức là hạn chế cái việc mua hàng lại, hạn chế việc mua hàng lại, hoặc là có nhiều anh em là tăng giá luôn để cố tình cho khách không mua luôn các bạn. Tại sao này, tại sao như vậy, tại vì anh em không thể tắt 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 gian hàng được, hoặc là để cái sản phẩm giờ không được, tại vì làm như thế nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương tác và cái lực chấp phích sau này nhá, nên anh em buộc buộc phải là, một là không chạy chương trình, hai là tăng giá lên để mà cái shop nó vẫn có khách vô khách ra, còn anh em thì đồng ý mua thì mua mua thôi đó. Đó là cái cách giải quyết của một số anh em. Còn đối với những anh em á mà buôn bán về gọi là hàng thực phẩm á, thì Nhị nghĩ là anh em không nên tăng giá, mà anh em cứ để giá thẳng đi, để đúng giá bán đi, thì ai mua được thôi. Còn trách nhiệm của mình á, thì một phần á, là mình bán vì lợi nhuận, một phần á, là mình cũng thôi thông cảm, vì thực sự là trong cái mùa dịch này á, cái vấn đề thực phẩm á, nhu yếu phẩm á, nó cũng rất là cần thiết cho dân của Sài Gòn mình. Thì anh em thôi, mình không chạy chương trình cũng được, và cũng không nên tăng giá, mà nên bán giá đúng thôi, thì ai mua được, rồi giao đến nơi cho họ được thì giao, còn không giao được á thì thôi, mình cũng coi như là làm phước đi ha, làm phước. Thì tại vì thực sự là có một số anh em cũng chia sẻ với Nhị là đôi lúc á, trả về chẳng hạn như giao 100 đơn mà trả về tới 70 đơn, chỉ giao được 30 đơn thôi. Thực sự là nó đôi lúc nó phải nói là chi phí lỗ luôn à, chi phí lỗ luôn. Thì thôi, mình cũng chấp nhận, tại vì đôi lúc là họ đâu phải họ không chịu nhận đâu, mà do anh em shipper không chịu giao nè, hoặc là sợ sợ chỗ đó phong tỏa nè, không muốn tiếp xúc, sợ dính Covid, thì cũng không 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 giao, thì cái đó anh em đâu có thể trách được shipper đâu, bản thân mình cũng sợ mà, thì shipper người ta cũng là con người, người ta cũng sợ thôi đó. Rồi một phần á, thì chẳng hạn như lúc đặt á, thì chưa phong tỏa, nhưng mà lúc lúc đặt rồi á, tự nhiên cái 2 3 ngày sau hàng giao tới, chưa giao tới thì đã bị phong tỏa, nó xuống, có những bạn có cái trường hợp đó, Nhị cũng vậy luôn. Hôm bữa tự nhiên đang đang đóng 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 hàng định đi giao hàng, đùng cái loa của ban quản lý thông báo là sau 12 giờ không được ra ngoài nữa đó, rồi xong luôn, ở trong nhà luôn, đâu có được ra ngoài đâu, rồi cách ly tới tới hiện tại luôn, vẫn chưa được ra ngoài đó, các bạn thấy không, đôi lúc đó cũng là một cái ngẫu nhiên, nhưng mà nó thực sự là có đó. Thì đôi lúc mình cũng thông cảm, thì nên thôi, bây giờ mình coi như là đối với anh em mà bán hàng nhu yếu phẩm thì coi như là mình buôn bán vì vì cộng đồng đi, coi như là thay vì mình làm từ thiện, mình bỏ tiền làm từ thiện, thì bây giờ mình cái cách kinh doanh đó cũng xem như là mình hỗ trợ cho khách hàng, những cái lúc này họ đang cần tới sản phẩm của mình, họ nhận mình và họ nhận được thì nhận, thì mình rất là mừng, coi như là mình vừa giúp mà vừa có lợi nhuận, còn họ không nhận được vì một lý do nào đó thì mình cũng thông cảm, xem như là cái tiền bị mắc đó, xem như là cũng tiền tiền coi như là tiền rủi ro và từ thiện đi đó, mình suy nghĩ đi cho nó đỏ, nó thoải mái và không có bị bực tức và cay cú về cái vấn đề mà hàng hàng, hàng trả. Ở đây là gì, nói về anh em bên nhu yếu, bên ngành hàng nhu yếu phẩm thôi nha, còn những anh em bên ngành hàng khác thì anh em cứ cứ làm theo cách của anh em, miễn sao nó không không lỗ và không ảnh hưởng lớn đến vấn đề kinh doanh của chúng ta là được đó. Ok, vậy chốt lại là một lần nữa nha, có 3 cái trở ngại lớn mà chúng ta cần phải vượt qua trong cái thời điểm này, đó chính là vận chuyển, hàng hóa và giá cả sản phẩm đó. Thì anh em cố gắng mình cân nhắc và đưa ra những giải pháp sao cho nó hợp lý rồi. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip của Nhị nha.